Kinh Vạn Phật, Giác Đạo xin tiếp tục niệm hồng danh chư Phật từ thứ tự 400 cho đến thứ tự 500 vị Phật. Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Phật. Nam mô Phóng Diệm Phật. Nam mô Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Tát Công Đức Phật. Nam mô Phổ Hương Thượng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật. Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạng Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật. Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật. Nam mô A Xúc Bệ Phật. Nam mô Lô Chí Phật. Nam mô A Sơ Phật. Nam mô Lô Chí Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ni Di Phật. Nam mô Trụ Pháp Phật. Nam mô Bảo Diệm Phật. Nam mô Di Lưu Phật. Nam mô Kim Cang Phật. Nam mô Trì Pháp Phật. Nam mô Võng Mạnh Pháp Phật. Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật. Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật. Nam mô An Trụ Pháp Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Pháp Oai Đức Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật. Nam mô Pháp Tịch Phật. Nam mô Thiện Trí Lực Phật. Nam mô Di Lặc Đẳng Vô Lượng Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quang Chiếu Vương Phật. Nam mô Thắng Sắc Phật. Nam mô Lạc Ý Phật. Nam mô Đại Đạo Sư Phật. Nam mô Đại Thánh Thiên Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Thọ Đề Phật. Nam mô Từ Địa Phật. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Cụ Túc Phật. Nam mô Hóa Hiện Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Thế Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nam mô Man Hê Na Tự Tại Phật. Nam mô Thắng Tự Tại Phật. Nam mô Thập Lực Tự Tại Phật. Nam mô Tỳ Đầu La Phật. Nam mô Ly Chư Úy Phật. Nam mô Ly Chư Ưu Phật. Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật. Nam mô Tán Chư Tà Phật. Nam mô Phá Dị Ý Phật. Nam mô Trí Huệ Nhạc Phật. Nam mô Bảo Nhạc Phật. Nam mô Di Lưu Nhạc Phật. Nam mô Hàng Ma Phật. Nam mô Thiện Tài Đức Phật. Nam mô Kiên Tài Phật. Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam mô Kiên Ta La Phật. Nam mô Kiên Tịnh Tâm Phật. Nam mô Kiên Võng Mãnh Phá Trận Phật. Nam mô Phá Tránh Phật. Nam mô Thật Thể Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ni Thi Đà Phật. Nam mô Ba La Kiên Phật. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Hiền Phật. Nam mô Thắng Hải Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Pháp Hải Phật. Nam mô Hư Không Tịch Phật. Nam mô Hư Không Công Đức Phật. Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật. Nam mô Hư Không Tâm Phật. Nam mô Hư Không Đa La Phật. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân, lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây là 500 danh hiệu chư Phật. Vừa rồi Giác Đạo đã niệm xong danh hiệu của 500 vị Phật. Con Phật tử Mai Đức Chính Pháp Danh Giác Đạo nguyện hồi hướng tất cả những công đức cúng dường chư Phật, cúng dường chùa tháp và niệm trì hồng danh chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật. Con xin hồi hướng tất cả những công hạnh này và công đức này, nguyện hồi hướng về để làm trang nghiêm phước báu, hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ của con, cầu siêu cho chị em và
tất cả ông bà cửu huyền thất tổ chín đời 10 kiếp nội ngoại hai bên họ Mai và họ Đỗ cũng như trăm họ ở trong gia đình dòng tộc của con, nguyện hồi hướng cho tất cả đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, và cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những oan gia trái chủ, những oan gia nghiệp chướng do bởi vô minh che lấp từ bao đời, nay tỏ ngộ được thấy ánh sáng Phật pháp, liền được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả muôn loài chúng sanh ở trong ba cõi tam giới đều được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, đất nước Việt Nam được phồn thịnh, và con cũng nguyện hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và con cháu trong gia đình nhà con hiện đời này luôn được mọi điều may mắn, khỏe mạnh, bình an, gia đình hưng thịnh, đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tạ ơn đất trời linh thiêng Phật pháp soi sáng.